Từ một địa bàn còn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các loại tệ nạn xã hội, nay xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn trở thành điểm sáng về an ninh trật tự, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả đó có sự chung tay của bà con dân tộc Khmer xã Tân Mỹ trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Hàng tuần, hàng tháng đều lập cái kế hoạch để mà phối hợp với các ban ngành đoàn thể, mà nhất là các ban nhân dân các ấp, mà nhất là các ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer đến để triển khai tình hình trật tự xã hội trên địa bàn và các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để mà tự phòng, tự quản về cái tài sản của mình. Phát huy vai trò của người có uy tín, một số đối tượng từng lầm lỗi đã được cảm hóa, giáo dục tốt. Nổi bật là địa phương đã hòa giải 39 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, qua đó hòa giải thành 37 trên 39 vụ. Tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ 5 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, chí thú làm ăn, không tái phạm. Đã trước kia thì cũng có cái tệ nạn là thanh niên rồi nhậu nhẹt, không có chịu lao động, rồi là tụ tập và trộm cắp. Từ khi mà có cái kế hoạch xuống là trực tiếp là cùng với là bổn đạo với chùa để phát động cái phong trào thì đến thời điểm này coi như là ổn. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm qua, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Tân Mỹ đã cung cấp cho lực lượng công an 67 nguồn tin có giá trị, giúp xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm pháp luật. Ban quản trị các chùa còn phối hợp với chính quyền vận động bà con Phật tử chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm 2021, bà con đã đóng góp trên 61 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội, hiến trên 1.225 mét vuông đất làm đường, xây dựng 3 cây cầu với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Triển khai mô hình của công an xã thì dân ở đây cũng có cái tâm là biết cách để mà phòng tránh những cái tệ nạn xã hội, rất là phấn khởi vì cái mô hình của công an xã để đặt ra cho triển khai cho chúng ta để mà giữ được an ninh trật tự chung của xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục để nhân rộng cái mô hình gọi là phân công giao việc tới các đồng chí trong thành viên trong ban chỉ đạo để mà phối hợp với các vị sư, ban quản trị chùa cũng đặc biệt là phát huy vai trò của đồng bào dân tộc ở trên địa bàn xã để nhằm kéo giảm tình hình trật tự xã hội trên địa bàn. Qua gần 2 năm thực hiện, mô hình đã huy động có hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, sự đồng thuận, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.